Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 26 tháng 9, tại tọa đàm quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhìn lại và hướng tới, do báo đầu tư phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam đã có những chia sẻ nguyên nhân tập đoàn liên tục báo lỗ trong thời gian gần đây. Theo ông Nguyễn Xuân Nam, tập đoàn EVN được Đảng, Chính phủ và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ, nhiều mục tiêu hơn là chỉ phục vụ mục đích kinh tế. Đó là mục tiêu an sinh xã hội, cung ứng đủ điện cho đời sống nhân dân và cho hoạt động sản xuất kinh doanh. EVN đang nỗ lực để cung cấp điện cho cả vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Tuy nhiên, khi đầu tư để thực hiện hoạt động cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, giá điện bán ra có thể lên đến 7.000 đồng mỗi kilowatt. Mặc dù vậy, hiện nay EVN chỉ bán với mức giá từ 1.900 đồng mỗi kilowatt. Phó Tổng giám đốc EVN chia sẻ, việc phục vụ cuộc sống người dân là ưu tiên hàng đầu, thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, nên tập đoàn chấp nhận việc bán ra giá thấp hơn nhiều so với giá mua vào. Phó Tổng giám đốc EVN còn cho biết thêm, năm 2022 là một năm rất khó khăn đối với tập đoàn do những sự bất ổn địa chính trị ở trên thế giới. Khi chiến tranh Nga và Ukraine xảy ra, các mặt hàng đầu vào phục vụ cho sản xuất điện như than, khí, dầu tăng cao. Ví dụ, như có lúc giá than đã tăng gấp 5 lần, lên đến 400 đô la Mỹ mỗi tấn. Ngoài ra, giá dầu cũng tăng gấp đôi. Điều này khiến giá vốn sản xuất điện tăng lên, để giá điện mua vào cũng tăng theo, gây ra những khó khăn tài chính cho EVN. Sang đến năm 2023, giá các mặt hàng cũng đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Mặc dù hiện nay giá điện đã được tăng 3%, song chỉ giải quyết được một phần. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, EVN mua điện đầu vào theo giá thị trường nhưng bán ra theo giá mà chính phủ cùng các cơ quan ban ngành quy định. Sau 4 năm, tập đoàn này mới được tăng 3% giá điện. Ông Kiên cho biết, nếu cộng lạm phát của 4 năm vừa rồi thì việc tăng 3% không thể bù lại. Chưa kể, EVN còn phải đối mặt với những rủi ro như chênh lệch tỷ giá, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. Ngoài ra, theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Kiên, trong lúc đại dịch, EVN cũng đã trợ giá điện cho hộ dân với tổng chi phí hơn 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đơn vị bán điện cho lại khấu chiết khấu giá cho tập đoàn này vẫn mua với giá như vậy. Giá bán lẻ điện bình quân dự kiến tính thêm chênh lệch tỷ giá, lỗ sản xuất kinh doanh, những khoản vốn chưa được tính vào giá điện. Đó là điểm mới tại dự thảo quyết định sửa đổi quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng. Quyết định này được Bộ Công Thương bổ sung dựa trên yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cho rằng hiện nay chưa có cơ chế để EVN xử lý các khoản lỗ, chênh lệch tỷ giá và các chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Nhận định với lao động về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thỏa, nguyên cục trưởng Cục Giá Bộ Tài chính cho biết cần phải bỏ ngay đề xuất này bởi lẽ nó trái với quy định pháp luật về giá điện hiện hành, đặc biệt là luật giá 2012. Cụ thể, luật giá 2012 khoản 1 điều 20 quy định rõ, nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường với nguyên tắc xuyên suốt là giá phải đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ. Không có bất kỳ quy định nào là được hạch toán lỗ do khách quan hay chủ quan cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào trong nền kinh tế. Đây cũng là điều chưa có trong tiền lệ, ông nói và dẫn chứng. Năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN báo lỗ hơn 26.000 tỷ đồng. Nếu được tính hết khoản lỗ này vào giá, thì mức giá mới phải tăng hơn không dưới 20%. Việc lỗ của EVN có trách nhiệm của cả EVN và Bộ Công Thương. Theo đó, EVN phải mua đầu vào để sản xuất, đầu vào theo thị trường, dầu, than, khí, đầu ra thì ổn định, không được tăng. Đương nhiên, khi đó chi phí sản xuất cao hơn giá bán ra. Như vậy, lỗ là tất yếu. Tuy nhiên, không ai cộng lỗ đó vào giá mà EVN phải tự xử lý dòng tiền đó. Quyết định 24 của Thủ tướng đã quy định rõ được phép 6 tháng điều chỉnh giá điện một lần nếu chi phí đầu vào thay đổi, biến động. Nếu điều chỉnh tăng 3% sẽ do EVN tự quyết định, còn 10% trở lên sẽ do Thủ tướng quyết định. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng trên 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Nhưng tại sao EVN không điều chỉnh? Được quyền điều chỉnh giá 3% thuộc thẩm quyền mà EVN không dám làm thì đó là trách nhiệm của ngành điện, ông Thỏa nói. Nói về giải pháp, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng về tổng quát là phải công khai lộ trình, kết quả tái cơ cấu ngành điện để giảm độc quyền ở những khâu còn độc quyền trừ truyền tải. Công khai kết quả kiểm toán, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu nguồn, tỷ trọng tiêu dùng điện. Về cụ thể là công khai cách tính giá thành, giá bán một cách chi tiết, cụ thể từng yếu tố, từng khoản mục theo quy định của pháp luật. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt,
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR cho rằng, khoản lỗ 26.000 tỷ đồng trong năm 2022 do tác động của giá than, giá khí và các chi phí đầu vào trong khâu sản xuất điện tăng cao là đúng. Do vậy, cần làm rõ vai trò của EVN trong đánh giá, dự báo về xu hướng giá, hoạt động quản lý, đàm phán mua điện của các nhà cung cấp để góp phần giảm lỗ. Phó Viện trưởng VEPR góp ý, cơ quan quản lý cần bóc tách các khâu phát điện, truyền tải và phân phối trong giá thành điện để minh bạch, rõ ràng hơn, và giá điện cần nằm trong tổng thể chiến lược phát triển thị trường điện để dần sát thị trường hơn. Phải tách bạch và thị trường hóa các khâu trong sản xuất, kinh doanh điện, trừ truyền tải do yếu tố đặc thù kỹ thuật, an ninh, năng lượng. Còn phân phối bán lẻ điện cần được thị trường hóa để tăng tỷ trọng đầu tư vào các dự án điện, cạnh tranh và giảm lỗ, chi phí khi tối ưu sản xuất, kinh doanh, ông bình luận. Giá bán lẻ điện bình quân dự kiến tính thêm chênh lệch tỷ giá, lỗ sản xuất kinh doanh, những khoản vốn chưa được tính vào giá điện. Đây là điểm mới tại dự thảo quyết định sửa đổi quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, được Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng. Bản thảo lần này vẫn đưa ra quy định thẩm quyền giảm, tăng giá điện, rút ngắn thời gian điều chỉnh giá từ 6 tháng hiện nay xuống 3 tháng một lần, tức mỗi năm sẽ có 4 đợt thay đổi giá. Giá được cập nhật hàng quý theo chi phí phát điện, các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện. Tuy nhiên, so với dự thảo đưa ra lấy ý kiến trước đây, bản dự thảo mới cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thu hồi khoản lỗ từ sản xuất kinh doanh điện của năm trước đó. Cụ thể, công thức tính giá điện bình quân gồm các yếu tố gắn với giá thành sản xuất như chênh lệch tỷ giá, lỗ từ sản xuất kinh doanh và các chi phí khác chưa được tính vào giá bán lẻ được xác định căn cứ báo cáo tài chính được kiểm toán. Quy định này được Bộ Công Thương bổ sung dựa trên yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cho rằng hiện nay chưa có cơ chế để EVN xử lý các khoản lỗ, chênh lệch tỷ giá và các chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Việc điều chỉnh công thức tính giá bán điện bình quân theo Bộ Công Thương làm rõ hơn yếu tố gắn với giá thành sản xuất kinh doanh điện. Bộ này giải thích chi phí mua nhiên liệu sản xuất điện tăng vọt năm ngoái do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị, giá nhiên liệu thế giới tăng cao từ giữa quý 1 2022. Trong khi đó, giá bán lẻ giữ ổn định dẫn tới EVN lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022. Năm nay, giá nhiên liệu bớt căng thẳng nhưng vẫn ở mức cao hơn so với năm 2022, ảnh hưởng tới cân bằng tài chính của EVN. Việc tăng giá bán điện bình quân thêm 3% từ 4 tháng 5 đã giải quyết một phần khó khăn tài chính dòng tiền của EVN. Quyết định 24/2017 chưa quy định cụ thể việc xem xét giá thành thực tế sản xuất kinh doanh điện trong tính toán giá điện kế hoạch, gây khó khăn cho EVN trong thu hồi chi phí, bù đắp lỗ của năm cũ. Việc này ảnh hưởng tới phát triển, bảo tồn vốn nhà nước nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN thua lỗ kéo dài. Theo luật giá, giá điện cần đảm bảo đủ bù đắp chi phí thực tế, có lợi nhuận hợp lý. Vì thế, việc điều chỉnh công thức tính giá bán lẻ điện bình quân là để làm rõ hơn yếu tố gắn với giá thành sản xuất kinh doanh điện. Tác động của việc sửa này, theo Bộ Công Thương, ngân sách phát sinh chi phí khi sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, nhưng ngân sách tăng thu từ vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp khi có cơ chế cho EVN được thu hồi đủ chi phí sản xuất kinh doanh điện. Cũng theo dự thảo quyết định cơ chế điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương bổ sung quy định thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện khi có chỉ đạo của Chính phủ. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm đánh giá tác động việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tới các chỉ số sản xuất GDP trên cơ sở số liệu cung cấp của EVN. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.